Tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang ghi nhận nhiều ý kiến lo lắng của cử tri về các tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng nghiêm trọng. Sau 10 năm vắng bóng, bệnh vàng lùn lùn xuống lá bắt đầu xuất hiện trở lại trên lúa hè thu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương chú ý nơi nào bị nhiễm bệnh trên 2% cần phải tiêu hủy ngay, tránh lây lan. Tiết mục Sống Đẹp sẽ giới thiệu đến quý vị câu chuyện về tinh thần hiếu học của một thí sinh đặc biệt ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, 60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Một trong những hạn chế được nêu lên là còn nhiều chi hội sinh hoạt chưa đều hoặc không sinh hoạt, chưa có sự gắn kết trong hoạt động cũng như quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hội. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh còn dưới 2%, hỗ trợ xây 29 căn nhà đồng đội với số tiền trên 2 tỷ đồng. Hiện tại, hội đang tiếp tục vận động xây thêm 44 căn nữa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đồng thời đề nghị hội tiếp tục tăng cường đóng góp xây dựng đảng, chính quyền, từ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2017 gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên gắn với việc nhân rộng các mô hình làm kinh tế có hiệu quả trong tổ chức hội, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nông dân. Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 vừa kết thúc vào ngày 21 tháng 6. Vào ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri ở thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và Châu Thành A, thông báo kết quả kỳ họp. Đồng thời, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến chế độ dành cho những cán bộ không chuyên trách cấp xã, vùng khó khăn và sự bất lợi trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự. Tại thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, đoàn do ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn. Tại đây, cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng các tuyến kênh mương nội đồng bị bồi lắng nghiêm trọng. Cùng với đó là việc một số công trình cống ngăn mặn thi công chậm, kéo dài, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Từng vấn đề được địa phương cam kết khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đối với mức hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã vẫn còn thấp, nhiều cử tri cho rằng Chính phủ đã đưa ra Nghị định 116 quy định về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã là đối tượng hưởng phụ cấp nên không thuộc đối tượng áp dụng chính sách này. Đối với phụ cấp của cán bộ không chuyên trách và cán bộ phó đoàn thể của xã đó thì hiện nay quá thấp. Cũng báo với đại biểu Quốc hội là tôi tính bình quân là khoảng một ngày chỉ có 35.000 thôi. Mà nếu như ăn buổi sáng với buổi trưa nữa thì kể như hết tiền rồi. Buổi chiều thì phải về ăn cơm vợ với cơm nhà. Thì như vậy thì bản thân cũng không thể nuôi đủ được cái cuộc sống tối thiểu. Thông báo với cô bác là cái này thì chúng tôi đã có đề nghị với Trung ương, với Quốc hội, với Chính phủ. Tới đây cái hội nghị Trung ương 6, Trung ương sẽ bàn cái này, bàn tiếp cái này, bàn tổ chức bộ máy và cán bộ, chứ không để mà nó bất hợp lý. Còn tại thị xã Long Mỹ, nhiều cử tri đặt vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng gian, hàng giả kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Mặc dù thời gian qua, Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung đã có nhiều biện pháp xử lý, nhưng vẫn không thể kiểm soát và giải quyết dứt điểm tình trạng này. Chợ văn minh, chợ sạch đẹp, chợ an toàn thực phẩm hay là cái gì đó thì chúng ta cố gắng sắp xếp cái này sao cho nó phù hợp. Và phải tạo nhận thức cho người bán hàng, cho người tiểu thương để người ta bảo vệ người tiêu dùng, người ta bán những cái thực phẩm sạch. Tôi cũng mong rằng là cô bác cử tri hết sức cộng tác với chính quyền địa phương cũng như các cái ngành chức năng để mà có gì chúng ta phản ảnh hết sức kịp thời. Tại huyện Châu Thành A, đoàn do ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn
đã có buổi gặp tiếp xúc với gần 200 cử tri. Buổi tiếp xúc đã ghi nhận được 5 ý kiến với các nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, chế độ phụ cấp dành cho cán bộ cấp cơ sở. Ngoài ra, việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm và việc kê khai tài sản của đảng viên cũng được cử tri kiến nghị. Trả lời những kiến nghị cử tri, ông Đặng Thế Vinh chỉ đạo các ngành có liên quan xem xét giải quyết. Riêng đối với mức hỗ trợ dành cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, đoàn sẽ kiến nghị về Quốc hội trong kỳ họp tới. Vào ngày mai 27 tháng 6, đoàn sẽ tiếp tục có buổi gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri ở thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy. Nội dung chi tiết sẽ được đề cập trong chương trình thời sự sau. Tiếp tục những thông tin liên quan đến hoạt động của lãnh đạo tỉnh. Thưa quý vị, nhằm thu hút các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thương mại Úc đến đầu tư vào Hậu Giang, sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Phil Jones, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Úc tại Việt Nam về tiềm năng đầu tư vào Hậu Giang. Tại buổi tiếp, ông Trương Cảnh Tuyên đã giới thiệu đôi nét về điều kiện địa lý, tình hình kinh tế xã hội và một số chính sách ưu đãi khi các doanh nghiệp đến đầu tư tại Hậu Giang. Đây là nền tảng để hai bên tìm hiểu, trao đổi về nhu cầu xúc tiến đầu tư. Dự kiến tỉnh Hậu Giang và Hiệp hội Thương mại Úc sẽ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh diễn ra vào tháng sau. Sau buổi làm việc, Hiệp hội Thương mại Úc có chuyến tham quan công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc ở huyện Vị Thủy và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung. Sau 10 năm vắng bóng, bệnh dần lùn xoắn lá bắt đầu xuất hiện trở lại trên lúa hè thu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương chú ý nơi nào bị nhiễm bệnh trên 2% cần phải tiêu hủy ngay, tránh lây lan. Bảy trăm lẻ năm người nghiện ma túy trong toàn tỉnh và điều đáng báo động là hàng cấm đang tấn công học sinh sinh viên. 60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 và câu chuyện về tinh thần hiếu học của một lão nông ở huyện Long Mỹ. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Vị Thủy có 35 cán bộ, chiến sĩ công tác tại Ban Chỉ huy quân sự và công an các xã thị trấn xin nghỉ việc. Trước thực trạng này, vào đầu tháng 6 vừa qua, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức đối thoại gặp gỡ với các lực lượng này để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, huyện thống nhất trích nguồn ngân sách địa phương hơn 40 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng công an quân sự ở 10 xã, thị trấn. Động thái tích cực này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương trước những khó khăn về mức hỗ trợ để lực lượng công an quân sự an tâm gắn bó với công việc. Thưa quý vị, theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ lúa hè thu năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long có gần 8.000 hectare lúa có biểu hiện bệnh dần lùn và lùn xoắn lá ở các địa phương. Điều đáng chú ý là bệnh này đã không xuất hiện 10 năm nay, nhưng giờ tái bộc phát và đang tiềm mở nguy cơ thất mùa rất cao. Bởi theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển các địa phương, nông thôn các địa phương, lúa có diện tích bị nhiễm trên 2% là phải tiêu hủy ngay. Nguyên nhân bệnh dần lùn xoắn lá tái bộc phát là do mất cân đối về cơ cấu giống lúa nhiễm rầy, nhiễm bệnh dần lùn xoắn lá lúa. Điển hình là giống OM5451 đã gia tăng nhanh diện tích gieo trồng ở nhiều tỉnh thành trong vùng. Mặt khác, chưa có biện pháp kiểm soát chặt chẽ lịch mùa vụ gieo xạ, nhất là ở cấp xã, vùng giáp ranh giữa các xã, huyện hoặc vùng không chủ động nguồn nước tưới. Tập quán canh tác truyền thống của nông dân như xả dày, bón nhiều phân đạm, phun thuốc trừ sâu không theo khuyến cáo. Tại Hậu Giang, hiện nay ghi nhận có khoảng 44 hectare lúa bị bệnh dần lùn xoắn lá, tập trung nhiều ở huyện Vị Thủy và thị xã Ngã Bảy, với tỷ lệ phổ biến từ 3 đến 15%. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản, nhất là cây trái ở nước ta, được xuất khẩu sang các nước đã nâng giá trị kinh tế cho người nông dân, kéo theo kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng vọt. Năm nay, hầu hết các loại trái cây đều có giá ở mức cao, dù là bước vào vụ thu hoạch. Ngoài tác động từ giá xuất khẩu, thì các loại trái cây đều thất mùa, nhưng bù lại giá cả luôn tăng cao. Toàn tỉnh có trên 250 hectare măng cụt đang bước vào vụ thu hoạch, với mức giá được thương lái thu mua tận vườn từ 50 đến 60 ngàn đồng một ký, khiến nhà vườn phấn khởi. Ông Thái Đình Ái trồng hơn 100 gốc măng cụt. Nếu như năm trước vườn măng cụt nhà ông chỉ đạt năng suất khoảng 1 tấn, thì năm nay tăng gấp 3 lần, với giá cả lại cao hơn từ 10 đến 15 ngàn đồng một ký. Gia đình ông cầm chắc lợi nhuận 100 triệu đồng trong vụ này. Mặc dù giá tăng cao do thị trường xuất khẩu đang được mở rộng, nhưng hiện nay nhiều nhà vườn không có hàng để cung cấp cho thương lái.
bởi không phải diện tích nào cũng cho trái sai và trúng mùa. Ngược lại với niềm vui của những nhà vườn, thì người trồng chuối hay là chăn nuôi heo đang lận đận vì giá cả luôn tụt giảm mạnh. Gần 2 tháng ròng rã mở các đợt chiến dịch giải cứu thịt heo, thì giá heo hơi có nhích lên từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, nhưng không ổn định. Tại huyện Châu Thành A, người chăn nuôi đang náo ruột vì giá heo hơi đã giảm tới mức không tưởng, còn 18.000 đồng một ký mà thương lái vẫn vắng tâm. Những ngày này, bà con nuôi heo ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang như ngồi trên đống lửa bởi giá heo hơi tiếp tục lao dốc không phanh. Hiện, thương lái đến tận chuồng bỏ cọc với giá 18.000 đồng một ký đối với heo hơi. Với mức giá rẻ như cho, người nuôi cầm chắc lỗ trên dưới 2 triệu đồng một con. Riêng heo con có trọng lượng từ 8 đến 10 ký có giá 150.000 đồng. Bà con đang tìm mọi cách bán tháo, bán đổ để tiết kiệm, giảm chi phí chăm sóc. Thưa quý vị, nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy trên Liên Hiệp Quốc phát động. Sau đây, chương trình xin gửi đến quý vị những con số liên quan đến tình hình ma túy ở Hậu Giang. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang, 6 tháng đầu năm, số người nghiện ma túy phát sinh là 174 người, nâng tổng số người nghiện trong tỉnh là 705 người, tăng 152 người so với cùng kỳ. Nhiều nhất là ở huyện Châu Thành A, thành phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy. Trong đó, thì số người nghiện đang quản lý ở địa phương là 605 người, đưa đi cai nghiện là 20 người. Thưa quý vị, nhìn vào biểu đồ phân chia nghề nghiệp người nghiện đang hiển thị trên màn hình, thì có thể thấy là đối tượng không có việc làm chiếm 38%, có 17% là đối tượng đi làm thuê và 12% là nông dân, trong khi đó nghề khác là chiếm khoảng 32%. Kế đến sẽ là biểu đồ thể hiện độ tuổi của người nghiện. Như quý vị đang thấy trên màn hình là biểu đồ về nhóm đối tượng bị nghiện ma túy là từ 18 đến 30 tuổi là chiếm 63%, đứng vị trí thứ nhất. Kế tiếp theo đó là nhóm người nghiện có độ tuổi trên 30 tuổi chiếm 34%. Thưa quý vị, từ thực trạng trên thì cho thấy là người sử dụng ma túy đang có chiều hướng gia tăng và độ tuổi nghiện ma túy ngày càng trẻ quá. Đặc biệt là các loại ma túy thì ngày càng đa dạng về chủng loại như là ma túy tổng hợp, cỏ mỹ, tem lưỡi, thuốc lắc, vân vân. Chính điều này đã làm cho tình hình tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng trở nên phức tạp, khó lường. Và theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự trong cả nước có khoảng 70% là đối tượng có liên quan đến ma túy. Trong số những đối tượng có hành vi cướp giật thì có khoảng 95% là người nghiện. Vậy tại Hậu Giang, tình trạng này diễn ra như thế nào? Phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang, tội phạm liên quan đến ma túy trong tỉnh ngày càng tinh vi và mở rộng quy mô. Các đối tượng chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Bạc Liêu xuống thuê chỗ ở, tổ chức hình thành đường dây mua bán. Gần đây nhất, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành A triệt xóa một chuyên án bí ẩn số 471M, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 134 gram ma túy đá, gần 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. Theo cơ quan điều tra, đường dây này do nữ quái Nguyễn Thị Hồng Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Ma túy được mua từ thành phố Hồ Chí Minh mang về tập kết tại 2 phòng trọ ở Hậu Giang. Các đàn em của Thanh có nhiệm vụ vận chuyển, bán cho người nghiện tại địa phương bằng hình thức hết sức tinh vi, đến gần nửa năm mới bị phát hiện. Đây cũng là một trong những chuyên án về ma túy lớn nhất ở Hậu Giang từ trước đến nay. Băng nhóm thì hoạt động theo cái kiểu là khép kín. Tất nhiên là 4 đối tượng hoạt động là chỉ là 4 đối tượng nó biết với nhau, nó khép kín, nó không tiếp xúc với những cái người ngoài. Phương thức thủ đoạn của nó hoạt động thì nó tinh vi. Tất nhiên là từ cái khâu mà tàng trữ, rồi từ cái khâu mà mua bán, rồi từ cái khâu mà nó tiếp xúc trao đổi mua bán với người nghiện thì nó giữ kín. Ngoài ma túy đá, heroin, ở Hậu Giang đã xuất hiện loại ma túy mới là cỏ mỹ, tem lưỡi. Đặc biệt, độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa. Có khi là thiếu niên 14 tuổi đã chơi ma túy. Đáng lo ngại hơn, học sinh, sinh viên ở các trường học là con mồi béo bở, được các đối tượng buôn bán ma túy hướng tới, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tính hiếu kỳ là một. Thứ hai là một số con em không được sự quan tâm của gia đình, giáo dục của xã hội, là thích cái cảm giác mạnh, những cái gì mới và xa lầy lúc nào không biết. Và đặc biệt
trong tình hình hiện nay cho thấy rằng để có tiền sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá thì người nghiện đi vào cái con đường là trộm cắp. Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh Hậu Giang, đối tượng nghiện ma túy liên quan tới vi phạm pháp luật chiếm 29%. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh đã triệt phá 7 vụ, thu giữ 200 gram ma túy đá và heroin, thì trong 6 tháng đầu năm, con số này đã tăng hơn 280% với 28 đối tượng bị bắt giữ. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã triệt xóa và xử lý vi phạm hành chính 21 đối tượng có liên quan đến ma túy. Thì chúng tôi phối hợp với công an các huyện rà soát các cái đối tượng, những nơi mà có đối tượng có khả năng mua bán. Thì chúng tôi đã rà soát chặt chẽ và phân công nhiệm vụ để theo dõi, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả. Và gần đây thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trại giam Kinh Năm để tuyên truyền cho số phạm nhân về tác hại của ma túy. Cùng với sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng, mọi gia đình cần giáo dục cho con em mình về tác hại của ma túy đá, nhất là khi các chất ma túy tổng hợp ngày càng biến tướng, để góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho các vùng quê. Quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đã kết thúc. Đây cũng là lúc các thí sinh hồi hộp đợi kết quả của kỳ thi. Trong quá trình tác nghiệp tại kỳ thi lần này, phóng viên thời sự đã bắt gặp một hình ảnh rất đặc biệt. Gọi là đặc biệt bởi đây là thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi năm nay. Và đặc biệt bởi suốt 3 năm qua, ngoài việc chăm lo kinh tế gia đình, thí sinh này đã dành rất nhiều thời gian để ôn tập đều đặn mỗi tuần và đến với kỳ thi bằng một tinh thần hiếu học rất đáng trân trọng. Thí sinh này là ai? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Năm nay có lẽ là năm đặc biệt tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, khi một thí sinh đã 60 tuổi như ông Phan Hoàng Mân vẫn còn mê thi cử. Để có được kỳ thi này, suốt 3 năm qua, tranh thủ công việc đồng áng, ông còn vượt đoạn đường hơn 15 cây số để đến trung tâm ôn tập mỗi tuần. Ông cũng cho biết, sau khi kiểm chứng với các đáp án trên mạng, hiện ông đang rất tự tin với kết quả của kỳ thi vừa qua. Với ông, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 60 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Cũng có điều kiện, còn mình học vì cái thứ nhất thì để cho biết cái khả năng mình còn học được tới đâu. Cái thứ hai thì chắc có lẽ là cũng học, nếu mà mai có cái bằng á, thì chắc là sau này cũng mình giáo dục con cháu thế hệ sau á, cho ngoại cho nội nữa. Rời trường thi, ông Mân trở về nhà là một nông dân chính hiệu, cũng làm vườn trồng rau, nhưng ở người nông dân này tinh thần học tập luôn mãnh liệt. Bởi trước đây ông từng là cán bộ đoàn của huyện Long Mỹ những năm 1979. Sau thời gian tập trung sức lực để lo cho con cái, đến nay 4 người con đều có công việc ổn định. Người cán bộ đoàn năm nào nay là phó bí thư chi bộ ấp, tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở sau 30 năm ấp ủ. Học sâu hiểu nhiều thì cái khâu tuyên truyền mình cho vận động bà con, nói chung là các mặt phong trào thì nó cũng rất thuận lợi. Bởi vì nếu mình có trình độ thì mình nhận thức nó mau lẹ, rồi mình sâu, mình nắm nó vững những điều cơ bản của là chính sách pháp luật nhà nước thì mình vận động bà con rất dễ. Tinh thần vượt khó học tập của ông Mân đã tạo nên sức lan tỏa bởi những gì mà ông Mân thể hiện đã minh chứng. Thời gian trôi qua, con người có thể già, sức có thể yếu, nhưng sự học là không có giới hạn. Vậy nên, hễ còn minh mẫn, còn học được là cứ học. Câu chuyện về lão nông 60 tuổi đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại vùng đất còn khó khăn ở xã Lương Tâm của huyện Long Mỹ đã khẳng định sự học là không giới hạn. Vượt lên tất cả, hành trình tìm đến bến bờ tri thức của thí sinh đặc biệt này xứng đáng được một bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về tinh thần hiếu học để lớp trẻ noi theo. Rất mong lãnh đạo và các cơ quan liên quan ghi nhận đề xuất này của Trung ương Hậu Giang, bởi một bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ là sự động viên rất lớn cho gia đình lão nông này và phong trào hiếu học trong tỉnh. Chương trình thời sự tối của Trung ương Hậu Giang đến đây xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.